Cái video ngày hôm nay đó, An muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn hai cái vấn đề chính. Vấn đề đầu tiên đó là như các bạn cũng biết đó, là CDC người ta vừa có cái thông báo chính thức mới nhất về việc áp dụng đeo khẩu trang khi mà mình có những cái hoạt động ở trong nhà. Nhưng mà ở Mỹ đó hay là ở đâu cũng vậy, phép vua thua lệ làng. Mặc dù CDC người ta công bố ra nhưng mà có rất là nhiều những cái tiểu bang, ví dụ như là tiểu bang California, thì người ta có những cái quy định riêng của người ta. Và nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú ở tiểu bang California đó, thì mình nên lưu ý cái vấn đề An chia sẻ trong cái video ngày hôm nay nha. Và cái vấn đề thứ hai mà An muốn chia sẻ với các bạn, các anh chị, các cô chú đó là An đã làm một cái video về cái việc đó là trong tháng 5 này, những ai mà đi khai thuế trước khi mà cái tiền thất nghiệp 10.200 đầu tiên được miễn thuế đó, thì trong tháng 5 sở thuế người ta sẽ trả lại cái sự chênh lệch cho mình. Có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú đặt câu hỏi cho An về cái vấn đề đó, tại vì chưa có hiểu rõ hơn về cái vấn đề đó, thì trong video ngày hôm nay An muốn chia sẻ cũng như là cập nhật lại một lần nữa để cho mọi người hiểu rõ hơn cái tiền này là cái tiền gì, được bao nhiêu và ai sẽ được. Để mà bắt đầu vô cái video đó thì cho An gửi lời chào tới tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú mình thấy An hoặc là coi video của An, thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã luôn luôn yêu thương và lựa chọn cái video này của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ở ngoài kia. Đừng quên nhấn cái nút subscribe nha, để mỗi khi màn up những cái video mới nhất về cái kênh channel này thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video của An. Thì đầu tiên, An muốn gửi cho các bạn cái thông báo mới nhất của tiểu bang California về việc đeo khẩu trang. Thì An sẽ có cái laptop ở đây, An sẽ đọc cái news cho các bạn coi. Tức là Cali vừa thông báo bắt buộc người dân của tiểu bang Cali phải đeo khẩu trang khi tham dự các hoạt động bên trong nhà, như đi ăn nhà hàng, làm nail, làm tóc, nhà thờ, đi chùa, xem phim cho tới tháng 6 ngày 15 tây năm 2021. Cái lý do là tháng 6 ngày 15 tây 2021 đó, thì lúc đó tiểu bang California mới chính thức mở cửa trở lại và sẽ trở lại những cái hoạt động bình thường giống như là trước khi dịch, nhưng mà bây giờ thì mình vẫn phải đeo khẩu trang cho tới cái ngày đó. Thêm một cái nữa đó, mặc dù CDC vào thứ năm tuần rồi đã đưa ra những cái hướng dẫn mới cho phép những người chích ngừa đầy đủ không cần đeo khẩu trang cả bên trong nhà và ngoài nhà, nhưng mà mỗi một tiểu bang thì nó sẽ có những cái luật lệ riêng của nó. Trong khi đó, tất cả những tiểu bang, có rất là nhiều tiểu bang người ta đã tuyên bố là người ta sẽ áp dụng theo cái hướng dẫn của bên CDC đưa ra, đó là New York nè, Illinois, Oregon, Washington, Connecticut, Kentucky, Pennsylvania, Nevada. Đây là những tiểu bang mà khi mà các bạn tới những tiểu bang này, các bạn không cần phải đeo khẩu trang nữa nếu mà các bạn đã chích ngừa đủ 2 mũi. Các cửa tiệm của Costco, Trader Joe's, Starbucks, Walmart, Chipotle, Mexican Grill, CVS, Target cũng không bắt buộc khách hàng phải đeo khẩu trang nữa. Home Depot, Gap, Utah Beauty vẫn yêu cầu phải đeo khẩu trang. Và có nhiều bạn sẽ hỏi An á, vậy ví dụ như là Costco ở Cali thì sao? Thì Costco người ta cũng đã trả lời là Costco tại Cali xác nhận là sẽ tuân thủ hướng dẫn y tế của tiểu bang. Nghĩa là nếu như mà các bạn ở tiểu bang Cali, các bạn tới Costco thì các bạn vẫn phải đeo khẩu trang giống như bình thường và phải đợi tới tháng 6 ngày 15 tây thì tiểu bang mới bật đèn xanh cho việc bãi bỏ việc đeo khẩu trang. Nhưng mà ví dụ như là liên bang nè, xong rồi tiểu bang ở dưới nó có những cái quận hạt nữa. Nếu như mà tới tháng 6 ngày 15 tây, tiểu bang California người ta không bắt buộc đeo khẩu trang nữa, nhưng mà tùy vô cái quận hạt của các bạn ở. Ví dụ như An ở quận hạt Santa Clara County đi, đến sau tháng 6 ngày 15 tây mà quận hạt của An người ta vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang, thì khi mà mình sinh sống trong cái quận hạt đó thì mình vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang. Thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao Cali lại chơi nổi như vậy hay là như thế nào đó, thì mỗi một tiểu bang nó sẽ có những cái quy định riêng của nó. Thì Cali là một tiểu bang thì nó có cái quy định riêng của nó thôi. Ví dụ như là sắp tới đây á, An biết là Hawaii nè, khi mà
CDC người ta cũng có thông báo là ví dụ như mình đã chích ngừa vaccine 2 mũi rồi đó, thì khi mà mình đi du lịch đó, mình không có cần phải làm test hay là mình đi về mình không có bị cách ly nữa. Nhưng mà cái quy định của tiểu bang Hawaii là trước khi mà các bạn, mặc dù các bạn đã chích ngừa 2 mũi rồi nha, nhưng mà trước khi các bạn tới Hawaii, trước 72 tiếng các bạn vẫn phải làm test COVID. Và khi mà các bạn tới sân bay của Hawaii đó, thì các bạn phải có cái kết quả là mình đã test trong vòng 72 tiếng và mình là negative với COVID-19. Thì khi mà mình vô Hawaii đó, mình không bắt buộc đeo khẩu trang. Nhưng mà nếu như mà mình không có kết quả negative tới lúc mà mình tới Hawaii đó, thì người ta sẽ bắt mình phải đi cách ly 14 ngày. Nên những bạn, những anh chị, những cô chú nào mà mình sắp tới Hawaii đó, thì khi mà mình mua vé máy bay, trên cái vé máy bay nó cũng ghi rất là rõ ràng luôn. Nên các bạn lưu ý cái vấn đề này, chứ nhiều người không biết đó, cứ ý y là mình đã chích 2 mũi rồi là mình đi qua Hawaii mà mình không có test, thì sẽ, thứ nhất là mình qua đó mình có thể bị cách ly 14 ngày. Thứ hai, nếu mà mình test ở sân bay đó thì các bạn sẽ phải trả cái số tiền rất là nhiều. Trong khi đó, nếu mà các bạn chịu khó làm sớm đó, thì có rất là nhiều chỗ nó cho test free bây giờ nha. Cái vấn đề tiếp theo đó là cái việc mà có rất là nhiều những người YouTuber người ta có chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú về cái vấn đề đó là bắt đầu tháng 5 này, sở thuế người ta sẽ gửi ra cái tiền chênh lệch trên cái số tiền mà miễn thuế 10.200 trên cái tiền thất nghiệp. Các bạn nhớ giùm An nha, cái tiền chênh lệch chứ không phải là người ta trả ra cho các bạn 10.200. Cái lý do đó là trong năm vừa rồi có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú mình đã nhận được cái tiền thất nghiệp. Thì cái gói hỗ trợ lần thứ 3 đó, nó thông qua vào cỡ tháng 3 ngày 15 Tây. Thì trước đó có rất là nhiều người đã đi khai thuế rồi. Và khi mà người ta khai thuế đó, cái 10.200 đầu tiên trên cái tiền thất nghiệp của người ta chưa có được khấu trừ. Thành ra đó, người ta phải đóng thuế dựa trên cái số tiền 10.200 đó. Và khi mà cái gói hỗ trợ lần thứ 3 được thông qua bởi ông Joe Biden, thì cái số tiền 10.200 đầu tiên của cái tiền thất nghiệp sẽ được miễn. Thành ra đó, vào tháng 5 này, sở thuế người ta mới đưa ra một cái chia sẻ là người ta sẽ trả lại các bạn, các anh chị, các cô chú cái số tiền thuế chênh lệch trên cái số tiền 10.200 đầu tiên của cái tiền thất nghiệp cho một người single. Nếu mà một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau, cả hai người đều lãnh được cái tiền thất nghiệp, thì mỗi một người sẽ được miễn 10.200 đầu tiên. Nhớ giùm An nha, 10.200 đầu tiên trên cái tiền thất nghiệp của mình. Ví dụ như hai người, mỗi người lãnh được 15.000 thì mỗi người sẽ được trừ 10.200 ra. Nếu như mà người chồng lãnh được 15.000 thì được trừ 10.200, người vợ lãnh được 15.000, người vợ cũng được trừ 10.200. Nhưng mà nếu người chồng lãnh được 15.000, được trừ ra 10.200, người vợ đó chỉ lãnh được có 3.500 thôi, thì người vợ chỉ được trừ ra 3.500 thôi, chứ không phải là các bạn, các anh chị, các cô chú có nghe là 10.200 một người, hai vợ chồng là 20.400, nghĩ với ai cũng vậy thì không đúng nha. 10.200 trên cái số tiền đầu tiên, và nếu như mà tiền của mình ít hơn 10.200 đó, thì mình chỉ được khấu trừ cái số tiền thất nghiệp của mình ra mà thôi. Và trong các trường hợp hai vợ chồng kết hôn khai thuế chung, chỉ có người chồng lãnh tiền thất nghiệp, người vợ không lãnh tiền thất nghiệp, thì chỉ có người chồng được miễn cái tiền thuế trên cái 10.200 thôi, người vợ không được miễn cái tiền thuế đó. Và đặc biệt nữa, hai vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau, cái income trên 150.000 thì sẽ không được miễn thuế trên cái số tiền 10.200 thất nghiệp này. Và cái tiền mà được trả ra là bao nhiêu? Trả ra 10.200, 20.400 hả? Thì không có đúng nha. Chứ nhất, điều kiện là các bạn phải lãnh được tiền thất nghiệp. Và khi mà mình đi khai thuế trước cái ngày mà gói hỗ trợ lần thứ 3 được thông qua, trên cái thuế của mình chưa được khấu trừ 10.200 trên cái tiền thất nghiệp, thì đợt này mình mới được trả ra cái số tiền đó. Và tùy thuộc theo cái tax bracket của các bạn là bao nhiêu thì các bạn sẽ được trả lại bấy nhiêu. Ví dụ như cái tax bracket thấp nhất bây giờ đó là 10%, thì các bạn lấy 10%, nếu mà mình single thì mình lấy 10%, mình nhân cho 10.000
200 thì mình sẽ được trả lại là 1.020 đồng. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú là một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau, cả hai người đều có cái tiền thất nghiệp và được khấu trừ ra là 20.400, thì mình lấy 20.400 mình nhân cho cái tax bracket của mình. Ví dụ 10% thì mình sẽ được trừ đi là 2.400 đồng trên cái số tiền thất nghiệp, mình sẽ được trả lại cái số tiền đó. Đó, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình coi trên cái hồ sơ thuế của mình để mình biết coi cái tax bracket của mình là bao nhiêu, và mình nhân cho cái số tiền 10.200 hoặc là 20.400 thì mình sẽ biết được là cái số tiền mình có thể nhận lại trong thời gian sắp tới đây là bao nhiêu trên cái tiền miễn thuế, tiền thất nghiệp. Và nhớ giùm An, những ai mà khai thuế trước khi cái gói hỗ trợ được thông qua mới được cái tiền chênh lệch này của sở thuế trả ra thôi. Nếu như mà các bạn đã khai thuế sau cái ngày tháng 3 ngày 17 tây khi mà cái gói hỗ trợ được thông qua đó, thì khi mà các bạn làm cái hồ sơ thuế là các bạn đã được tự động trừ cái 10.200 ra rồi, và trong đợt này thì các bạn sẽ không được cái tiền này nữa. Nhớ giùm An nha, tại vì những cái người người ta khai thuế sớm đó, người ta đã phải chịu thuế trên cái 10.200 rồi, người ta đã phải đóng thuế lại rồi, thì bây giờ sở thuế nó tự động nó tính toán và nó trả ra cái sự khác biệt thôi. Người khai trước, người khai sau thì không có ảnh hưởng gì hết, chỉ là các bạn nào mà khai sau thì các bạn đã được trừ rồi, thì bây giờ các bạn không được trừ nữa. Những cái người này là những cái người khi mà người ta đi khai thuế, người ta chưa có được trừ cái 10.200 ra, thì bây giờ người ta được lấy cái sự khác biệt về thôi. Rất là fair, ai cũng được trừ cái này hết. Tại vì có nhiều người hỏi An á, là ủa vậy sao không công bằng với lại những người mà khai thuế sau, tại sao đợt này không có được cho cái tiền này. Thì khi mà các bạn đi khai thuế là các bạn đã được trừ cái tiền này ra khỏi cái income của mình rồi, và những cái người mà bây giờ người ta lãnh được tiền là những cái người mà khi mà người ta khai, người ta chưa có được khấu trừ cái số tiền này ra thôi. Đó, nhớ giùm An, đây là tất cả những cái mà An muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Ở dưới cái phần comment ở dưới đó, An sẽ để ba cái đường link của Webull, Robinhood, M1 Finance. Cả Webull và Robinhood các bạn đều có thể mua bán stock, hoặc là các bạn đều có thể trade cryptocurrency, coin, bitcoin, litecoin, ethereum, dogecoin ở cả Webull và Robinhood. Nên ai mà chưa có account đó thì có thể dùng cái link của An để mà nhận được những cái stock free nha. Và có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì đó, thì cứ comment ở dưới cho An biết. Chúc các bạn, các anh chị, các cô chú là có một buổi chiều tối thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye.